Lê Nghi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, bà con cô bác của chương trình Cơ Hội Đổi Đời. Hôm nay là ngày quay đầu tiên của chương trình luôn. Ở ngay đây là lòng đất. Hôm nay thì buổi sáng trời rất là nắng, rất là nóng luôn. Nhưng mà bà con cô bác vẫn đến tận nơi để mà nhiệt tình cổ vũ cho bà con, cổ vũ cho những cái gia đình mà được tham gia chương trình á, cũng như là cổ vũ cho các nghệ sĩ. Đó là một cái tình cảm mà mình rất là xúc động khi thấy bà con ngồi giữa nắng như vậy để mà đồng hành cùng với chương trình. Chính vì vậy, anh em nghệ sĩ khi tham gia chương trình này cũng gần như là không có cảm thấy mệt mỏi hay gì nữa hết. Mọi người đều rất là cố gắng, nhiệt tình để có thể mà thực hiện vượt qua được những thử thách, có thể mang đến cho gia đình của anh Tiền, chị Hương ngày hôm nay những cái số tiền giúp cho anh chị có thể trang trải nợ nần và giúp cho anh chị có một cái số vốn để làm ăn trong tương lai. Thì đây là một cái điều mà cái cảm thấy vô cùng xúc động khi đồng hành cùng với chương trình, dù mệt dù nắng như thế nào chăng nữa mà gần như không có anh chị em nghệ sĩ nào cảm giác là mệt hết á, không có cảm giác một chút nào là mình trời ơi mình đang phải làm một cái việc khi mà đổi nắng như vậy. Bởi vì chúng ta thấy rằng mình đang làm một cái việc nó rất là có ý nghĩa, là giúp cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy là gần như anh chị em nghệ sĩ hai cũng rất là nhiệt tình, rất là vui khi được tham gia. Đây là một format cũng rất là mới lạ và hấp dẫn. Ngoài tính nhân văn ra, nó còn có yếu tố giải trí và đặc biệt là giúp cho những người nghệ sĩ có thể gọi là tiếp cận với khán giả, tiếp cận với những người dân lao động, ngay cả với những người buôn bán ở ngoài chợ hoặc là làm những cái công việc nó cũng nặng nề, lao động chân tay, thì các nghệ sĩ cũng có cơ hội được lăn xả, được hòa mình vào cùng với bà con để trải nghiệm với những cái cảm giác khi mà làm những công việc đó như thế nào. Bởi vì khi chúng ta bắt tay làm những công việc như là mọi người vẫn đang làm thì chúng ta sẽ cảm nhận được nhiều hơn cái cuộc sống cơ cực của mọi người, để từ đó chúng ta có nhiều cái tình cảm cũng như là có nhiều sự chia sẻ hơn cho tất cả mọi người. Khi mà Đại Nghĩa hay là bất kỳ một ai tổ chức những chương trình thiện nguyện của mình ở bên ngoài thì đó là những chương trình do mình tự tổ chức hoặc là mình kết hợp cùng với những cái đơn vị khác nhau. Nhưng mà khi làm những chương trình truyền hình mang tính chất thiện nguyện như thế này thì nó lại có một cái tính phổ quát nó rộng hơn. Khi chương trình được phát sóng thì sẽ có rất là nhiều khán giả gần xa, hàng triệu người theo dõi, để chúng ta có thể chia sẻ được nhiều hơn và nhân rộng những cái hoạt động thiện nguyện. Bởi vì với những chương trình như thế này, nó có thể như là một cái ngọn lửa nó lan tỏa để giúp cho mọi người cảm nhận được rằng cái cuộc sống xung quanh chúng ta vẫn còn rất là nhiều những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để từ đó chúng ta có thêm những cái suy nghĩ chia sẻ nhiều hơn với tất cả mọi người. Thì mỗi một cái hoạt động nó sẽ mang một cái ý nghĩa và một cái tính chất nó tương đối khác nhau, nhưng mà tất cả cũng có một điểm chung, đó là vì cộng đồng, vì những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì cái hoạt động như thế nào nó cũng đều đáng được tôn vinh, đáng được biểu dương cả. Dạ, thì hồi nãy một câu hỏi cuối cùng là hồi nãy tay của anh là như là bị đứt tay đúng không anh? Không sao, chỉ là một cái vết cắt rất là nhỏ trong khi mà Nghĩa cố gắng như thế thực hiện cái thử thách giúp cho các anh chị nghệ sĩ. Bởi vì khi thấy mà cái tiền nó rơi càng lúc nó càng nhiều á thì mình cũng như là mọi người rất là lo, sợ rằng sẽ không còn tiền để giúp cho gia đình của anh Tiền. Vì vậy là cũng bỏ hết tất cả mọi cái, nhào vô để hỗ trợ mọi người. Thì cầm một cái chén bể mình đập cái cục đá đó thì nó có một cái mảnh nó xước làm đứt tay thôi, không sao hết, cho nên là không có vấn đề gì cả. Sau đó vượt qua được cái chiến thắng để mang tiền về cho gia đình quên tiền và chị Hương, thì đó là điều nó rất là vui rồi, nó vui hơn nhiều so với cái chuyện mà mình bị thương tập ảnh như thế này. Thưa tất cả quý vị, chương trình Cơ Hội Đổi Đời là một chương trình vừa mang ý nghĩa nhân văn, vừa mang tính giải trí rất là cao với tất cả mọi người. Vì vậy hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ ủng hộ chương trình Cơ Hội Đổi Đời, phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Cảm ơn mọi người nhiều.